Nó nói chuyện bà đó. Ủa vậy hả? Ừ. Chào con. Ta dòm nãy giờ không thèm dòm tới dễ thương. Tưởng đâu nhìn ông không nói ta dòm, ta dòm nãy giờ ta dòm mà hoại hoại không nhìn ra gì hết trơn. Thôi để nói chuyện với ông hoại. Thấy không? Giờ con nói chuyện với hoại hả? Ồ. Ờ, nhìn mà hoại nói chuyện hoại hoại không thèm nói chuyện. Giờ nói chuyện ông hoại. Không? Ờ, nói chuyện với ông hoại. Buồn ngủ lắm nhưng mà ráng nói chuyện với ông hoại nè. Đây đâu thấy đường là thấy nó thấy mặt tôi. Ồ, nó nói chuyện với ông ngoại được hả? Phải không? Ngồi ghế kia kìa. Ờ, nó nói chuyện với ông ngoại được rồi. Ngáp. Ngáp. Giờ nói chuyện với ông ngoại nè. Thấy không? Giờ nói chuyện với ông ngoại đi. Hả? Quýnh Thanh ơi, giờ nói chuyện với ông ngoại nè. Ồ, buồn ngủ rồi. Sao buồn ngủ rồi? Buồn ngủ rồi bà ngoại ơi. Buồn ngủ rồi bà ngoại ơi. Hả? Nó ngủ rồi, bà ngoại ơi.